Bên cạnh mái ngói, các không gian như sân trong, ban công, mái nhà, tháp chuông và hồ bơi, trong nhà hoặc ngoài trời đều trở thành không gian thư giãn vì mọi khu vực đều được thiết kế để tạo ra bầu không khí mộc mạc. Công trình này nằm ở ngoại ô Hà Nội, được thiết kế theo phong cách tòa nhà truyền thống Việt Nam cổ kính trên dải đất thoai thoải dần về phía hồ. Ngôi nhà được bố trí thấp hơn so với địa hình xung quanh nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến không gian hiện trạng và tránh các vấn đề như ẩm mốc hay muối mọt xâm nhập. Những cây ăn quả lớn hiện có trong khu vực được tích hợp một cách khéo léo và thiết kế hòa quyện với không gian mái ngói, sân hiên, ban công và cây thông. Các cây lớn khác, chủ yếu là cây ăn quả và hoa bản địa, được kết hợp để tối đa hóa tầm nhìn ra hồ và không gian xanh. Cây bố trí của ngôi nhà cung cấp một không gian sống rộng rãi, giữa tòa nhà là khoảng sân rộng liên kề khu bếp và phòng ăn. Theo lối kiến trúc truyền thống Việt Nam, phía trước ngôi nhà ba gian là một khoảng sân rộng, kèm theo đó là một không gian nhà ngang. Khối nhà chính gồm ba gian lớn nối với nhau bằng hệ thống mái lớn, giống nhà thờ mẫu. Hai bên là hai dãy nhà gồm phòng khách, phòng ăn và các phòng ngủ. Mỗi gian nhỏ hay mỗi phòng không chỉ có sân riêng mà còn có vườn riêng. Sân trung tâm phục vụ như một không gian đa năng cho các hoạt động giải trí như nghỉ mát, nghỉ lễ. Các hành lang kết nối các khu vực khác nhau trong tòa nhà mang đến những lối đi thú vị. Các không gian như sân trong, ban công, mái nhà, tháp chuông và hồ bơi trong nhà hoặc ngoài trời đều trở thành không gian thư giãn vì mọi khu vực đều được thiết kế để tạo ra bầu không khí mộc mạc.